Hello everyone. Hello everyone, and welcome to our live stream today. Okay, so the, the book that I'm going to translate into Vietnamese is 20, 20, 21 Lessons for the 21st Century. Rồi, uh, Mọi người ơi trước khi mà mình vào dịch cái quyển này ấy thì uh, mình có nói trước một điều nha này nha mọi người uh, cái quyển này là quyển 21 bài học dành cho thế kỷ 21 và quyển này là quyển có phóng cái tầm nhìn nó sẽ là phóng cái tầm nhìn ra thế giới uh, và học những cái kiến thức và và được biết những cái kiến thức về công nghệ này rồi uh, về chính trị này có các kiểu à, Cho nên là cái nội dung của quyển sách này Nó sẽ khá là cứng Ha mọi người Và nó cũng khá là khó nữa Nha, thì à, mình hy vọng là Chúng ta sẽ cùng nhau học Và không bị à, nạm nha à, Tuy nhiên khi mà, kiểu khi mà mình đọc xong và Mình dịch xong mấy quyển, à, mấy cái sang này ấy, à, Thì mình cảm thấy đầu mình rất là đã luôn đó mọi người Hello, hello à, Thấy đầu mình rất là đã luôn Có nghĩa là mình khám phá ra một cái gì đó Thì đầu mình rất là đã luôn đấy mọi người Alright, so let's get started. So here is the book 21 lessons for the 21st century. À, đây là quyển sách 21 bài học cho thế kỷ 21 ha. So let's get started. Part 1, the Technological challenge. À và cái uh, cái 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 phần đầu tiên á là là cái thách thức về công nghệ nha. Rồi Humankind is losing faith in the liberal story that dominated global, uh, global politics in recent decades. Exactly when the merger of Biotech and Infotech us with the biggest challenges humankind has ever encountered. Alright, so humankind, humankind là loài người ha hoặc là là nhân loại. Rồi, nhân loại thì à thì đang mất cái niềm tin vào cái câu chuyện liberal. Liberal có nghĩa là là tự do nhá. Rồi, nhân loại của chúng ta đang à đang losing là đang mất đi faith. Faith là niềm tin ha. Nhân loại của chúng ta đang mất đi niềm tin vào cái câu chuyện à câu chuyện tự do mà mà dominated Uh, mà nó thống lĩnh cái uh, global global politics là cái chính trị của toàn cầu. Uh, trong những cái thập kỷ gần đây, chúng ta có decade là thập kỷ ha. Right. Exactly when the merger of Biotech and Infotech conferences with the biggest challenges humankind has ever encountered. Uh, rồi, uh, chính xác là khi khi mà À, khi mà the merger merger là một cái sự liên kết một cái sự liên doanh à mọi người ha liên kết hoặc là liên doanh đặc biệt là khi dự sự liên kết giữa à, biotech à biotech là viết tắt của à, biotechnology À, đúng không mọi người bio có nghĩa là về mặt sinh học ha technology là công nghệ vậy thì à, đặc biệt là khi à, sự kết hợp hoặc là sự liên kết hoặc giữa cái à, cái khoa học công nghệ và infotech à infotech là viết tắt của information technology uhm, là của công nghệ thông tin đấy mọi người đó, à, chính xác là là khi mà cái à cái sự liên kết dự à, cái sự liên kết của à, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin uh, confront confronters with à có nghĩa là làm cho chúng ta phải đối mặt với một cái gì đó mà cái này thì thường là negative mọi người ha rồi À, đặc biệt á hoặc là chính xác là khi mà sự kết hợp giữa à, giữa khoa học công nghệ và à, và khoa học à, à, xin lỗi giữa giữa công nghệ sinh học và công nghệ thông tin à, đã khiến cho ha hoặc là đã làm cho chúng ta à, phải đương đầu với những cái thách thức à, lớn nhất mà nhân loại đã nhân loại từng à, từng encountered, à, là từng gặp phải Được không mọi người đó vậy thì cái à, mình dịch xuân lại đoạn này ha nhân loại thì đang mất đi niềm tin vào cái câu chuyện à tự do à, đang tự do mà đã thống lĩnh cái à, nền chính trị toàn cầu ở à, trong những cái thập kỷ gần đây à, chính xác là cái lúc mà à cái lúc mà sự liên kết giữa công nghệ sinh học và công nghệ thông tin đã khiến cho chúng ta à phải đối mặt đã khiến cho chúng ta phải đối mặt với những cái thách thức lớn nhất mà mà nhân loại à nhân loại đã từng gặp. Được không mọi người? Ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đến với bài học thứ nhất. À bài học thứ nhất là à là cái từ này mọi người. Không biết là mọi người có ai biết từ này không mọi người? Có ai biết từ này không ạ? Hmm? à từ này là disillusionment disillusionment có nghĩa là sự vỡ mộng cái bài học đầu tiên của chúng ta là sự vỡ mộng uhm, vậy thì vỡ mộng cái gì nào ok chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha Okay, the end of history has been postponed. À cái à, kết thúc của lịch sử thì đã được lại rồi. Humans think in stories rather than in facts, numbers or uh, equations. And the simpler the story, the better. Every person, group, and nation has its own tales and myths. But during the 19th century, the global elites in New York, London, uh, Berlin, and Moscow formulated three grand stories that claimed to expand the whole past and to predict the future of the entire world the Fascist story, the Communist story, and the Liberal story. The Second World War knocked down the fascist. Story and from the late uh, 1940s to the late 1980s, the world became a battleground between just two stories commun uh, communism and uh, liberalism. Then the communist story collapsed. And the liberal story remained the dominant guide to the human past and the indispensable manual for the future of the world or it so or it so it seemed to the global elite. Right? Rồi. Chúng ta sẽ dịch từng, từng, từ một Humans think in stories rather than in facts. numbers or equations equations and the simpler the story the better. So uh -huh. con người ta uh, hoặc là nhân loại của chúng ta thì à uh, thì thích nghĩ à uh, nghĩ hoặc là thích suy nghĩ à uh, dựa trên những câu chuyện hơn là là dựa trên sự thật fact uh, hoặc là dựa trên những con số hoặc là dựa trên à uh, trên cái phương trình đẳng thức mọi người ha và cái câu chuyện mà mà nó đơn giản bao nhiêu thì à thì nó tốt hơn bấy nhiêu every person group and nation has its own tales and myths ở à, mỗi người à mỗi nhóm hoặc là mỗi cái quốc gia ha thì sẽ có à sẽ có tales là những cái câu chuyện <laughs> còn à, còn myths là những cái câu chuyện thần thoại đúng không mọi người vậy thì à, vậy thì mỗi người này rồi mỗi cái nhóm này hoặc là mỗi, và mỗi quốc gia này thì đều có à, những cái câu chuyện riêng hoặc là những cái người à, cái câu chuyện thần thoại riêng của chính nó. But during the 20th century, the global elites in New York, London, Berlin, and Moscow formulated three grand stories that claimed to explain the whole past and to predict the future of the entire world. Mm. Cơ, mà, cơ mà, à trong suốt cái thế kỷ à thế kỷ thứ, thứ 20, thì cái, à, elite mọi người, từ này chúng ta sẽ có à, có hai cách đọc à, mình nhớ một cách là elite còn một cách nữa là hình như là elite thì phải à, từ từ này không được đọc là không phải đọc là elite mọi người nhé rồi vậy thì à, nhưng mà trong suốt cái thế kỷ à, thứ 20 ấy thì cái à, nhóm tinh hoa nhóm tinh hoa toàn cầu à, ở New York này ở London này ở Berlin này hoặc là ở à, ở Moscow thì đã à, đã chế tác ra chúng ta có từ formulated Uh, formulate, uh, formulate có nghĩa là uh, kiểu như tạo nên một cái gì đó ha mọi người. Uh, vậy thì chúng ta sẽ dịch là uh, nhóm tinh hoa toàn cầu ở New York này, ở London này, ở Berlin và uh, và ở uh, Moscow là thủ đô của của nga đấy mọi người đã hình thành nên ba cái uh, cái câu chuyện, um, grand stories là ba cái câu chuyện. Uh, hùng kiểu lớn đấy mọi người à mà mà, người, mà cái nhóm tinh hoa toàn cầu đó khẳng định rằng ba cái câu chuyện đó sẽ à, sẽ giải thích được toàn bộ quá khứ và sẽ tiên đoán hoặc là xin lỗi sẽ dự đoán được tương lai của toàn nhân loại của toàn thế giới ha được không mọi người rồi uh, the fascist story, the communist story and the liberal story. Rồi đầu tiên là the uh, chữ này hình như hồi nãy mình đọc là fascist mọi người ạ, à. uh, mình đọc sai rồi ấy, mọi người. Từ này là fascist uh, âm sờ ha âm sh Rồi đầu tiên là uh, đầu tiên là the fascist story. Uh, tự fascist là uh, là thuộc về cái chủ nghĩa phát xít. Uh -huh. Rồi đầu tiên là cái cái câu chuyện phát xít này thứ hai là a uh, communist story. A uh, communist story là là câu chuyện về uh, câu chuyện thuộc chủ nghĩa cộng sản này. Rồi cái thứ ba là câu chuyện thuộc chủ nghĩa liberal, liberal. À uh, liberal có nghĩa là tự do ấy mọi người. Đấy thì thứ ba là câu chuyện về chủ nghĩa tự do. Right, the second world war. Knocked down the fascist story, and from the late nineteen forties to the late nineteen eighties, the world became a battleground between just two stories: communism and liberalism. Mm -hmm. Và rồi, chiến tranh Thế giới thứ hai đã knocked uh, out. À, tới đã hồi nãy tớ đọc là nộc mọi người ha hoặc là à, theo giọng Mỹ thì chúng ta sẽ đọc là nộ ha thì cái thế chiến thứ hai của chúng ta à, đã đã hạ gục cái à, cái chủ nghĩa phát xít rồi nhá cái câu chuyện của chủ nghĩa phát xít rồi và từ à, từ cuối những năm 1940 cho tới cuối những năm 1980 thì thế giới của chúng ta trở thành một cái Battle Battleground à là một trở thành một cái gì mọi người nhỉ à Battleground là cái gì mình quên mất rồi Battleground là gì mọi người nhỉ thôi tớ quên cái từ này đấy <laughs> mọi người có thể mọi người có thể comment cho tớ cái từ battleground là à, là là cái gì không mọi người sàn chiến, ừ. rồi rồi. Thế thì tớ có gợi ý cho mọi người một chút xíu nhá. Thế ngày xưa ấy ông cha ta sẽ đi ra đâu mọi người nhỉ? Đi ra đâu để à, để chiến đấu với quân giặc ngoại xâm mọi người nhỉ? Hoặc là quân quân địch mọi người nhỉ? Chính xác luôn, chính xác đi ra chiến trường, ừ. chính xác nha. Oh, right. rồi vậy thì vậy thì thế kỷ à, xin lỗi thế chiến thứ hai của chúng ta đã hạ gục cái chủ nghĩa phát xít. À, hay còn gọi là cái câu chuyện phát xít này này. Đó. Và và từ cuối năm những năm 1940 cho tới cuối những năm 1980 thì thế giới của chúng ta không còn là chủ nghĩa không còn chủ nghĩa phát xít nữa mà nó sẽ trở thành một cái chiến trường của hai cái chủ nghĩa, của hai cái câu chuyện là câu chuyện về cộng sản và câu chuyện về chủ nghĩa tự do. Đây mọi người, chủ nghĩa cộng sản và và chủ nghĩa tự do. All right. Then the communist story collapsed. and the liberal story remained the dominant guide to the human past and the indispensable manual for the future of the world so, or so it seemed to the global elite collapsed à collapse là sụp đổ ha và à, và cái câu chuyện về về chủ nghĩa tự do thì à, thì vẫn còn nán lại và nó đã trở thành cái dominant guide à mọi người dominant guide là một cái uh, Uh, một cái sự hướng dẫn ha guide có cái là cái sự chỉ dẫn là cái sự hướng dẫn ha rồi vậy thì cái chủ nghĩa bây giờ là cái câu chuyện của chủ nghĩa tự do à uh, đã uh, đã trở thành một cái uh, một cái sự hướng dẫn rất là nổi trội à uh, cho con người à uh, cho con người ha uh, và cho con người để để để, để uh, hiểu về quá khứ và là một cái indispensable manual uh mọi người indispensable một cái cái từ này nó khá là hay đó mọi người uh, theo như tớ tìm hiểu thì cái từ indispensable có nghĩa là too important to uh, to be without có nghĩa là quá quan trọng để mà để mà không có nó vậy thì từ indispensable có nghĩa là không thể thiếu được rồi manual là cái cuốn cẩm nang được không manual là một cái cuốn cẩm nang còn uh, indispensable có nghĩa là không có thể thiếu được. Ừ. vậy thì cái câu chuyện à vì thì sau khi cái câu chuyện về à về chủ nghĩa phát xít đã à, xin lỗi cái câu chuyện về chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ thì cái câu chuyện về chủ nghĩa tự do à vẫn còn nán lại và nó thành một cái sự hướng dẫn rất là nổi bật của con người khi mà người ta hướng về quá khứ và và là một cái à một cái cuốn manual được không mọi người à, là một cái một cái cuốn một cái sổ thay hướng dẫn một cái cuốn hướng dẫn không thể thiếu được cho cho nhân loại để hướng về tương lai của thế giới hoặc là bây giờ tác giả nói này hoặc là nó trông có vẻ như vậy hoặc là nó trông có vẻ như vậy đối với cái nhóm tinh hoa toàn cầu nhá yeah. sách gối đầu giường Oh good quyển này đọc xong ấy mọi người là cái đầu của chúng ta yeah nó hơi khó một chút xíu tớ sẽ cố gắng để à, giải thích cho mọi người um. ừ. rồi ok đó vậy thì cái cái đoạn này là đang nói về cái nhóm tinh hoa toàn cầu này ừ. rồi nhưng mà đoạn sau à, thì tác giả có tác giả sẽ nói là à, liệu thật sự là cái cái chủ nghĩa tự do này có thật sự là mang lại lợi ích cho thế giới không hay là cái sự tự do này cái chủ nghĩa tự do này cái câu chuyện về tự do này the liberal story nó chỉ mang lại lợi ích cho một số cái nhóm tinh hoa của toàn cầu thôi chúng ta sẽ nghe tiếp mọi người ha So the liberal story celebrates the value and power of liberty. It says that for thousands of years, humankind lived under oppressive ah. Từ này từ này từ từ thói quen từ này rồi. Từ này đọc như thế nào, mọi người nhỉ? Rồi từ này đọc là tôi quên mất từ này rồi. Oppressive ah regime mà regime đấy. Uh, sorry, uh, so I'm gonna check it À, từ này đọc là Ray, đúng rồi Từ này đọc là regime, mọi người ha Regime, All right? Humankind lived under oppressive, uh, oppressive regimes which allowed people few political rights, economic opportunities, or personal liberties, and which heavily restricted the movements of individuals, ideas, and goods. But people fought for their freedom, and step by step, liberty gained ground. Democratic re regimes took the place of brutal dictatorships. Free enterprise overcame economic restrictions. People learned to think for themselves and follow their heart instead of blindly obeying, uh, by bigoted priests and hindbound traditions. Rồi, okay. Tiếp The liberal story celebrates the value and power of liberty. Aha. À Và cái câu chuyện về chủ nghĩa tự do này này, nó celebrate. Rồi, thì bình thường ha, bình thường à, chúng ta biết cái từ celebrate này có nghĩa là gì mọi người? Celebrate. Aha. À ly là âm ngắn cho nên chúng ta sẽ đọc thành giống giống âm ơ ấy mọi người. Ha. So celebrate. ấy. Vậy thì bình thường à, tổ chức ừ chứ đừng làm ạ à, celebrate à đúng đúng rồi đúng rồi mình mình đang hỏi cái cái nghĩa của 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 bình thường á đúng rồi tổ chức kiểu của ăn mừng ấy đúng rồi đúng rồi à, đúng rồi chúc mừng chúc mừng à, kiểu kiểu để ăn mừng ấy rồi vậy thì hôm nay tôi sẽ uh, giới thiệu cho một người mọi người một cái nghĩa formal của từ này mọi người nhé chính xác rồi chính xác thì thì, thì cái từ celebrate ở trong trường hợp này không có nghĩa là ăn mừng nữa đó mà có nghĩa là tán dương tán dương mọi người ạ <laughs> tán dương ca ngợi ca tụng một ai đó ha mọi người vậy thì cái câu chuyện về chủ nghĩa tự do thì nó ca tụng cái giá trị và và quyền năng của à, của sự tự do Huh. It says that for thousands of years, humankind lived under oppressive regimes which allowed people few political rights, economic opportunities, and pers or personal liberties, and which heavily restricted the movements of individuals, ideas, and goods. <clears throat> à, ăn mừng một à, tổ chức một bữa sinh nhật đúng rồi đúng rồi chính xác à, tuy nhiên tớ à, giới thiệu cho một người một cái từ một cái cái, cái dạng formal ha một cái nghĩa khác nghĩa khá là formal của nó nghĩa là tán dương này ca ngợi này kiểu đấy ha ca tụng nữa Đấy. Rồi thì cái câu chuyện về chủ nghĩa tự do nó nói rằng à hàng ngàn năm nay thì à, thì nhân loại sống dưới à, chúng ta có oppressive oppressive là là áp bức bóc lột đấy mọi người à, là một cái tính từ ha mang để cái tính chất áp bức bóc lột rồi rồi chúng ta lại có thêm từ regimes regimes thì tôi nghĩ là mọi người đều 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 biết rồi nhỉ à, regime này có nghĩa là là một cái chế độ ha một cái chế độ Đấy. vậy thì hàng ngàn à, thì cái chủ nghĩa tự do nó nói rằng hàng ngàn năm nay thì à, thì con người của chúng ta sống à, dưới những cái ách bóc lột à những cái những cái chế độ bóc lột mà mà nó ở à, cho cho cái con người hoặc là nó mang lại cho con người rất là ít những cái quyền về chính trị này à những cái cơ hội về kinh tế này hoặc là những cái sự tự do cá nhân nó mang lại rất là ít luôn và và điều đó và cái 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 những cái cái um, hạn chế đó ha thì nó heavily restricted mm. à là nó ngăn cản một cách um, nó hạn chế và nó ngăn cản một cách rất là nặng nề cái bước tiến của uh, của cá nhân hay là cái sự phát triển của cá nhân rồi sự phát triển của uh, của cái ideas uh, là của cái um, Ừ, tự nhiên đầu đầu tôi trống rỗng rồi có ideas à là của những cái cái tư tưởng những cái ý kiến ha hoặc là hoặc là của hàng hóa được không mọi người but people fought for their freedom and step by step liberty gained ground mm. đúng rồi đúng rồi Ủa, ý ý tưởng bạn ạ lý tưởng là là ideals rồi ha ok rồi nhưng mà nhưng mà con người ta thì à thì fight for their freedom à con người ta thì à thì chiến đấu cho cái tự do của họ và rồi từng bước một thì liberty liberty gain ground à mọi người ơi chúng ta có một à có một cái 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 cụm hà là gain ground à thì đây là một cái phrasal verb mọi người nhé à, nó mang nghĩa là thắng lợi ấy mọi người là win. Win Đúng không mọi người? Rồi. À và và từng bước thì à thì cái à cái liberty cái sự tự do này nó nó giành thắng lợi. <laughs> Democratic uh, regimes took the place of uh, brutal dictatorships. À, rồi, cái Democratic ừ. democratic là là cái gì mọi người? Democratic là cái gì mọi người? Từ khó nhiều quá. À. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, không sao, mình sẽ dịch từ từ cho mọi người cùng cùng cùng, cùng học ha. Mọi người À không sao, mọi người hết mình cũng cũng phải tra mà, mình cũng phải tra mà. Rồi mình mình ấy từ từ cho mọi người cùng học ha. Chúng ta um, từ từ. Tại quyển sách này mình mình nói trước là quyển sách này nó khó ấy. Nên mọi người đừng nản nhá. Đừng nản nha mọi người. À đúng rồi, đúng rồi. À cái cái này là dân chủ ha. Rồi những à những cái chế độ hoặc là cái bộ máy dân chủ thí thì nó took the place. Mm rồi took the place of something nhưng mà không mắc lenin <laughs> à, nhưng mà mọi người ơi à, à, lần trước ấy thì tớ dịch cái quyển sách là năm ngôn ngữ của tình yêu đấy mọi người thì lúc đấy cả nghìn người vào xem ấy À, cả nghìn người cao nhất cao nhất là một nghìn người thì cái cái nội dung đấy nó nó dễ mọi người ạ à. À, nội dung đấy chúng ta dễ chúng ta học để thực hành nó dễ còn cái nội dung này nó là khó nhưng mà thật sự là sau khi học xong à, đọc xong cái cuốn này thì chúng ta sẽ đầu của chúng ta nó sẽ được khai sáng ấy mọi người rồi rồi chúng ta có một cụm này mọi người ha có một cái cụm take there the place of something à là bằng replace something có nghĩa là thay thế cho một cái gì đó à đúng rồi đúng rồi thay thế cho một cái gì đó mọi người nha ok và rồi và rồi cái chế độ cai trị hoặc là cái chế độ dân chủ nó sẽ thay thế cho cho những cái uh, brutal brutal có nghĩa là độc đoán này độc ác này mọi người đó rồi chúng ta có dictatorships dictatorships là gì ừ, dictatorship là, là cái chế độ độc tài ha, Địch dictatorship là chế độ độc tài rồi, và, và người ta nói này, à, à, nhưng mà con người ta thì làm sao con người ta đã, à, đã chiến đấu cho cái tự do của họ và từng bước một thì, à, thì cái liberty, à, thì cái, cái sự tự do đã, đã giành chiến thắng đúng không, à, rồi những cái bộ máy dân chủ đã thay thế cho, à, cho những cái chế độ độc tài tàn bạo đúng chưa cái này thực trạng của thế giới mình chưa ha <laughs> cảm ơn ạ à. right rồi free enterprise overcame economic restrictions và rồi và rồi cái doanh nghiệp tự do thì à, thì đã vượt qua được những cái hạn chế về kinh tế ha ui sao mình không vuốt được điện thoại nữa nhỉ được không mọi người? <laughs> Sorry đây mọi người mấy giây ha. rào cản kinh tế đúng đúng, Hi. restriction là những cái hạn chế về mặt kinh tế hoặc là bạn dịch đúng hơn mình rồi đấy. bạn dịch là những cái rào cản về mặt kinh tế. Uh, and and people learned to think for themselves và và con người ta học cách suy nghĩ cho cho họ và uh, mọi người mọi người ghi chụp cái 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 đoạn này mọi người nhé gain ground có nghĩa là win win Ok so take the place of something có nghĩa là replace something rồi và con người thì đã đã học được cách à, đã học được cách làm sao hello hello thượng thư nghe quen không rồi con người thì đã học được cách suy nghĩ cho cho họ và follow their heart à và và làm theo trái tim tim mình à, instead of blindly obeying okay instead of blindly obeying guided priests and hide bow traditions, open roads, start bridges and bustling airports replaced walls, moles and bar uh, about wire fences. Rồi tiếp nào. và uh, và và con người ta đã học được cách uh, suy nghĩ cho cho họ và và làm theo trái tim mình uh, thay vì blindly à blindly có nghĩa là một cách mù quáng. Tính từ của nó là blind ấy mọi người, có nghĩa là mù ấy. À, vậy thì nghĩa bóng của nó là là à, blindly có nghĩa là một cách mù quáng ha. Rồi, obey. À chúng ta có từ obey có nghĩa là nghe lời này, vâng lời này, rồi tuân lệnh này. Chúng ta có từ này ha. Từ này là nghe lời. Xin lỗi. Nghe lời này. Đó, hoặc là vâng lời này. Đó, hoặc là tuân lệnh này đấy chúng ta hay nói về con cái á, thì sẽ nghe lời cha mẹ kiểu đấy ha rồi à, thì thì con người ta học được cách làm sao nhỉ à, được cách suy nghĩ cho bản thân mình nhé làm theo trái tim mình thay vì à, tuân lệnh một cách mù quáng rồi chúng ta có be be um ừ, be -geted. à, be gutted có nghĩa là à, kiểu cố chấp này Đó là một cái tính từ ha Cố chấp, đó, hoặc là cổ hủ đi, cổ hủ cũng đúng Đây, uhm. à, cố chấp, hay à, cố chấp đi Rồi, đó, priest, à, priest thì uh, uh, nếu như bạn nào xem tới dịch cái quyển trước rồi Thì priest có nghĩa là thầy tu nhá, được không mọi người? Ok, rồi, tiếp theo, chúng ta có từ hind bowed À, hide bảo có nghĩa là có nghĩa là bảo thủ này hoặc là em muốn nói về một cái gì đó cổ hủ hoặc là bảo thủ thì chúng ta có có hide bảo làm tính từ ha cổ hủ này hoặc là bảo thủ này All right. đó thì uh, traditions traditions là những cái truyền thống ha traditions thì chúng ta đều biết rồi C Cái từ đấy dễ nhá. À, mình 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 giới thiệu cho mọi người một cái từ hai uh, bao là từ cổ hủ đúng không mọi người hoặc là là là, là, là bảo thủ đúng không à, thì thì tớ sẽ uh, uh, dạy cho mọi người một cái từ uh, synonym của nó nữa à, đấy là chính cái từ narrow narrow minded Narrow là hẹp ha Mind, mind có nghĩa là cái đầu, cái tâm trí Vậy thì narrow minded là một cái tâm trí hẹp hỏi Kiểu cái tâm trí nó hẹp ấy mọi người à, Vậy thì nó bằng với chữ hide, bao à, Mọi người ha Đó là cổ hủ hoặc là bảo thủ nhá Đúng à, không? Rồi Đấy Vậy thì chúng ta biết hết các từ mới này rồi này Begoated có nghĩa là cố chấp này priest à có nghĩa là các thầy tu ha rồi hai bound là cổ hủ này đó bảo thủ này rồi blindly blindly một cách mù quáng này đúng không rồi obey obey động từ của nó là là vâng lời này nghe lời này ha rồi vậy thì à, con người làm sao? Con người đã học được cách à, suy nghĩ cho cho họ này và làm theo trái tim mình thay vì à, thay vì mù quáng à, nghe theo những à, những cái nhà à, nhà tu hoặc là thầy tu à, kiểu như à, cố chấp đó và à, và những cái truyền thống nó bảo thủ đó à, theo một cái từ gần đây mà tớ tớ học được ấy mọi người thì từ cố chấp hoặc là be goated, à, thì thì nó còn có nghĩa là thiên kiến nữa đầy thiên kiến nữa thiên kiến thiên thiên có nghĩa là à, có kiến là ý kiến ha thiên có nghĩa là thiên vị kiểu thiên về một cái ý kiến của mình á à, có nghĩa là luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng với mọi người còn ý kiến của người khác à tao mày không quan tâm tao không quan tâm à, ý kiến của tao mới là nhất kiểu như ha kiểu như là mày biết bố mày là ai không rồi kiểu đấy ha. <laughs> Alright, đó rồi mình mình dịch lại đoạn này cho nó trơn ha thì con người đã học được cách à nghĩ cho bản thân mình và làm theo trái tim mình à, thay vì cứ mù quáng tuân theo ở à, những hoặc là mù quáng vâng lời những cái à cái nhà à, nhà tu à, hoặc là thầy tu đầy thiên kiến và những cái truyền thống à, cổ hủ lạc hậu đó rồi vậy thì uh, con người ta đã có uh, nhân loại của chúng ta đã có những gì này open roads, uh, start bridges and bustling airports replace walls, moats and barbed wire fences à, rồi à, những con đường những con đường rộng mở này, à, những cái cây cầu uh, start à mọi người start có nghĩa là à, là chắc khỏe à, tôi sẽ dịch là kiên cố ha tôi sẽ dịch là kiên cố nè Ý, làm sao nhỉ? Kiên cố, đó Rồi, nè, những con đường rộng mở nè Những cái cầu kiên cố Và à, và những bustling à chúng ta có bustling, à, bustling có nghĩa là đông đúc mọi người ạ à. nhộn nhịp đông đúc rồi à những cái sân bay sân bay nhộn nhịp thì đã thay thế cho những cái gì nhỉ thay thế cho những cái bức tường này rồi à dựng rồi những cái mẫu mount à mount có nghĩa là có nghĩa là thành trì thành trì thành ngày xưa ấy mọi người uh, uh, tôi không biết là mọi người có có biết thành trì ngày xưa của 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 phong kiến không ạ thành trì á, rồi rồi à, thì thì những cái này nó thay thế cho à, cho tường nè, cho những thành trì nè, và cho những cái hàng rào fences là hàng rào ha, rồi barbed wire chúng ta có barbed wire có nghĩa là à, là cái uh, cái dây thép gai đấy mọi người. Ừ, ok có good work good work. ờ à, và và những cái con đường rộng mở nè, rồi những cái cây cầu kiên cố nè và những cái sân bay à, sân bay nhộn nhịp đông đúc này thì đã thay thế cho rằng những bức tường nè, những cái thành trì nè và những cái hàng rào bằng dây thép gai. Ừ, đó nhân loại của chúng ta đã đã tiến bộ như vậy đấy mọi người. Alright, mình dịch có nhanh quá không mọi người à? Everybody say yes. <laughs> Những gì có nhanh quá không mọi người? Ok, uh... Hào nước hào nước à ừ ừ tớ có tớ có nghe à, tớ có có xem rồi nhưng mà nó cũng có nghĩa là thành trì á bạn từ này này à, từ nào từ nào bạn đang nói từ nào từ này ba ba wire là là dây thép gai còn từ này à, tớ thấy là nó có hai nghĩa một cái từ hào nước à, và cũng có nghĩa là à, có nghĩa là cái thành trì á mọi người Okay. The liberal story acknowledges that not all is well in the world and that there are still many hurdles to overcome. Much of our planet is dominated by tyrants, and even in the most liberal countries, many citizens suffer from poverty, violence, and oppression. But at least we know what we need to do in order to overcome these problems, give people more liberty. We need to protect human rights, to grant everybody vote the votes, to establish free markets, and to let individuals, ideas, and goods move throughout the world as easily as possible. Okay? according to this li li uh, liberal uh, panacea, panacea, accepted in slight variations by charles bush and barack obama alike, if we just continue to uh, liberalize and globalize our political and economic systems, we will produce peace and prosperity for all. đoạn trên dịch không hiểu luôn ạ à. đoạn nào ta? đoạn nào ta? đoạn nào dịch không hiểu ta? đoạn đoạn trên này ấy hả? à đoạn trên này là đang nói này. à con người à con người đã học cách à mẹ mình có một một có một dòng bên này mình dịch luôn ha. con người đã học được cách à suy nghĩ cho bản thân mình và và làm theo trái tim mình thay vì thay vì uh, nghe lời một cách mù quáng tới những cái thầy tu uh, cố chấp đó cái thầy tu cố chấp và và những cái truyền thống nó bị cổ hủ nó bị uh, bảo thủ nhá rồi vì và như thế thì chúng ta sẽ có những cái con đường được mở rộng ra nè à, những cái cây cầu kiên cố được xây nên nè rồi những cái à, những cái sân bay nhộn nhịp đông đúc hơn đã đã được xây nên này và tất thải những cái cái đó thì nó đã thay thế cho cho tường nè cho, à, cho 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 thành trì nè Hoặc là có một bạn à, nãy dịch là hào nước hả và và cho những cái dây thép những cái cái hàng rào là làm bằng dây thép gai này. Thầy tu cố chấp là giáo sĩ thì phải à, mình không biết nha. À, tuy nhiên trong cái từ điển và trong các cái cái những cái quyển sách mà tớ uh, đọc về 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 ấy thì tớ thấy họ toàn dịch cái này là thầy tu ấy bạn à. Ok được chưa em ạ à? em hiểu chưa à? mọi người, mọi người mình hay nói sinh viên của mình ấy mọi người, thầy tư với giáo sĩ cũng như nhau, à, ok, à, mình hay nói với á, học viên của mình luôn và các sinh viên của mình ha là nếu các bạn học cô các bạn không hiểu à, 100% là lỗi tại cô, được không? Nếu các bạn ngồi đây mà các bạn nghe mình dịch các bạn không hiểu Ừ thì 100% là lỗi tại mình á, à, còn với các bạn học viên các bạn sinh viên của mình thì mình hay nói là à, về nhà mà không làm bài tập thì là lỗi tại em rồi. Nhưng lên lớp mà em không hiểu là lỗi tại cô. Cô không biết lý do. 100% là lỗi tại cô. Kiểu đấy á mọi người. À, tớ có nhắn tin với sinh viên và với tất cả các học viên của trung tâm tớ. Đều là như vậy. Thì bây giờ mọi người mà không hiểu là lỗi tại tớ. <laughs> Alright, tiếp nha. Uh, the liberal story acknowledges that uh, not all is well in the world. And that there are still... Many hurdles to overcome. À và cái câu chuyện về chủ nghĩa tự do này thì nó cũng thừa nhận rằng acknowledge. À nó cũng thừa nhận rằng à, nó không có phải là à, có không tất cả nó đều tốt đẹp ở trên thế giới nhá yeah? Okay, that not all is well in the world. À nó thừa nhận rằng là không phải à, cái 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 um, à, không phải trên thế giới toàn là những điều tốt đẹp ha rồi and that there are there are still many hurdles to overcome và rồi và rồi sẽ vẫn còn có rất là nhiều từ hurdles này mọi người rồi hurdles uh, mọi người ơi tớ sẽ nói cho mọi người liên hệ nhá từ hurdles à, hurdles này mọi người có xem đường lên đỉnh Olympia không Ừ, có cái phần thi thứ ba trước cái phần thi về đích là phần thi gì phần thi thứ ba trước cái phần thi về đích của đường lên đỉnh Olympia là phần thi gì mọi người à, có ai xem đường lên đỉnh Olympia không ạ không biết là đúng rồi vượt chướng ngại vật vượt chướng ngại vật thì cái từ hurdles này đấy mọi người có nghĩa là chướng ngại vật đấy mọi người <laughs> À, nói dễ thế cho dễ nhớ ha là chướng ngại vật hoặc là những cái khó khăn gian khổ và cần phải vượt qua được không mọi người vượt chướng ngại vật ừ thì vậy thì chướng ngại vật đấy chính là từ hurdles đây này mọi người à bằng với chữ obstacles mọi người hoặc là difficulties đó đó là synonym của nhau đấy được không rồi à, và và sẽ có rất là nhiều xin lỗi và sẽ còn rất là nhiều chướng ngại vật phải à, phải vượt qua hoặc là trở ngại phải vượt qua được được em dịch thế nào cũng được ạ à. rồi much of our planet is dominated by tyrants and even in the most liberal countries many citizens suffers from poverty violence and oppression Uhm. rồi và và hầu hết cái hành tinh của chúng ta thì à thì bị à, thống trị bị dominated bởi bởi tyrants tyrants là bạo chúa à nếu như trong từ cổ còn nếu như trong cái xã hội hiện đại ấy, thì tyrants có nghĩa là kẻ độc tài ngồi à, thống trị bởi bạo chúa ha bởi bạo chúa thì là cái từ của ngày xưa à, tại vì bây giờ chúng ta không có còn bạo chúa nữa mọi người à, thì chúng ta sẽ dùng cái ngôn ngữ hiện đại á là kẻ độc tài đó nhá yeah. alright rồi à, và và hầu hết cái hành tinh của chúng ta thì bị thống trị bởi những cái kẻ độc tài những cái 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 cái, cái bạo chúa cũng được ha? bạo ngược bạo chúa cũng được và thậm chí nhá à, là ở những cái quốc gia mà à, mà mà tự do nhất thì rất là nhiều citizens à, rất là nhiều dân cư rất là nhiều người dân à, đã phải chịu đựng à, chịu đựng cái gì poverty à, poverty có nghĩa là nghèo đói Poverty là nghèo đói, rồi chịu đựng cái gì nữa? chịu đựng bạo lực và và chịu đựng oppression. Oppression là sự áp bức nha. Oppression là sự áp bức. Poverty là tình trạng đói nghèo. Rồi violence là bạo lực và oppression. Có nghĩa là có nghĩa là gì mọi người nhỉ? À, có nghĩa là acknowledge là gì vậy cô? Là thừa nhận em à? Dạ cô có, cô có, cô có đăng lên cái kênh ITB của cô ấy à, tên là Nhung Thơ Loves Her Study, Nhung Thơ Loves Her Study, kênh ITB của cô ấy à, đúng rồi. Alright, so, but at least uh, we know what we do, what, what we need to do in order to overcome these problems, give people more liberty. We need to protect human rights to grant anybody the vote and to exp A, a, established free markets and to let individuals' ideas and goods move throughout the world as easily as possible. Mm. cơ mà cơ mà ít nhất thì uh, at least là ít nhất thì ở uh, thì chúng ta biết là chúng ta cần làm gì để vượt qua những uh, những cái vấn đề đó. Uh, ví dụ như là chúng ta cho cái con cho con người của chúng ta hoặc là mang lại cho con người của chúng ta nhiều tự do hơn. Uh, chúng ta cần phải bảo về uh, cái human rights human rights là uh, quyền, uh, quyền cái gì mọi người nhỉ quyền con người kênh youtube ấy à, chết rồi. quyền con ngài <laughs> ừ đúng rồi nhân quyền, các bạn giỏi quá ừ. nhân quyền ừ. hoặc là quyền con người <laughs> các bạn cái bạn này là người miền trung hả con ngài như mình nghe ra miền trung ý oh. có ạ à, có kênh ạ à. tên là nhung thursday uh, in uh, nhung thursday loves her study mình có dịch một vài quyển sách trên đó rồi mọi người ạ à. quê Bác hồ hả quê nghệ an hả uh -huh. bắt tay cái đồng hương <laughs> ok quyền con ngài dễ thương vậy rồi right, ok tiếp nào rồi uh, chúng ta chúng ta cần phải bảo vệ cái quyền ở uh, quyền con người To grant everybody uh, to to vote mọi người uh, grant everybody to uh, the vote có nghĩa là có nghĩa là uh, làm cho tất cả mọi người đều có quyền được bầu cử ha mọi người ha có nghĩa là công bằng uh, có nghĩa là khiến cho tất cả mọi người đều được bầu cử ấy, Grant everybody rồi và và à, và lập nên cái establish, lập nên cái à, những cái free markets là những cái chợ miễn phí và và để cho à cho cái con người của chúng ta individuals là là con người của chúng ta để cho à, những cái tư tưởng của chúng ta và để cho hàng hóa của chúng ta sẽ à, sẽ Uh, gọi là move to all the world à uh, có nghĩa là sẽ di chuyển vòng quanh thế giới à uh, dễ dàng nhất có thể nhá yeah. dễ dàng nhất có thể à cô xin lỗi cô xin lỗi uh, free market là thị trường tự do từ market có nghĩa là chợ và tự <laughs> từ market cũng là thị trường ha ok 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 đầu mình nảy số đoạn này không đúng bạn nói đúng rồi mình nói sai rồi bạn ạ market là thị trường ha free market là thị trường tự do xin lỗi mọi người xin lỗi mọi người tạo nên để tạo nên cái thị trường tự do à, và và để cho những cái cá nhân ha hay là chúng ta individuals là bằng people ấy mọi người và và để cho con người rồi những cái ý tưởng ha những cái tư tưởng và và hàng hóa có thể di chuyển vòng quanh thế giới à, hoặc à, dễ nhất có thể ha individual giống với personal không cô có nó lại synonym nhưng mà khi nó là danh từ à khi nó là tính từ ha còn nó là danh từ Đấy. rồi in order to khi nào vậy cô in order to đầu đầu in order to à đây nó sẽ cộng với in order to à là để làm gì cho nên nó nó sẽ cộng với một cái một cái vớp mọi người ha còn còn in order that cũng là để làm gì đó hoặc là để cho ai làm gì đó thì chúng ta sẽ không cộng với một động từ nữa mọi người ha mà bây giờ chúng ta sẽ cộng với một cái clause là một cái mệnh đề à, hay còn gọi là cộng với SVO ấy mọi người. À đây là quyển 30 à, 21 bài học của thế kỷ 21. Right, next. According to this liberal panacea accepted in slight variation, variations by George Bush and Barack Obama alike, if we just continue to liberalize and globalize our political and economic systems, we will produce peace and prosperity for all. Uh, I think I would stay uh in my TikTok channel uh, for one hour. What time is it now? What is the time now? Oh yeah. I study hard in order to have a good good job. Hi what? Sin. Like what? Rồi, tiếp nha Vậy thì according to là theo According to là theo À, theo cái gì? Theo cái, đây, chúng ta có một cái từ này Đó, rồi Theo cái, à, chúng ta có từ panacea. À, panacea <laughs> Có nghĩa là một cái uh, Thuốc tiên đấy mọi người Chúng ta gọi là thần dược hoặc là thuốc tiên hoặc là thuốc tiên à vậy thì vậy thì theo cái, theo cái theo cái theo cái cái thuốc tiên tự do này ha hoặc là thần dược tự do này đã được chấp nhận à, tuy khác nhau một chút bởi tổng thống mỹ george bush và tổng thống barack obama thì nếu như mà chúng ta cứ chúng ta cứ tiếp tục Uh, liberalize, uh, chúng ta cứ tiếp tục tự do hóa và toàn cầu hóa, globalize uh, cái cái hệ thống về chính trị và hệ thống kinh tế của chúng ta thì chúng ta sẽ produce sẽ tạo ra uh, hòa bình và và prosperity là tạo ra hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Ok, uh, đây. Tại sao mình lại nói là uh, đây là có nghĩa là tác giả sẽ 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 đầu tiên tác giả sẽ nâng cái này lên đã ha tác giả sẽ nói về về cái 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 quyền gọi là cái hệ tự nhiên mỹ dân đúng rồi đúng rồi đúng rồi à, giống như là kiểu bây giờ đưa ra một cái một cái cái, cái bức tranh toàn cảnh là rất là xịn sò về liberal story này Ừ. nhưng mà để xem thử là à vậy thì những cái nước mà không li không theo liberal story thì theo ở theo họ thì sẽ sẽ là một cái nước như thế nào chúng ta tiếp tục mọi người ha đợi right. à. <laughs> đó produce là là tạo ra peace là à, là gì mọi người là cái hòa bình ha rồi prosperity prosperity là sự thịnh vượng này hòa bình sẽ tạo ra hòa bình và thịnh vượng à thì tôi sẽ dịch lại đoạn này. Ok vậy thì theo như cái thần dược à, cái thần dược tự do này à, đã được chấp nhận à, có thể là vài phiên bản khác nhau một chút xíu ha vài có thể là tranh tranh lệch nhau một chút xíu khác nhau một chút xíu à, bởi tổng thống mỹ George Bush và tổng thống Barack Obama à, thì nếu như mà chúng ta cứ à, cứ tiếp tục À, liberalize là 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 tự do hóa và toàn cầu hóa các các cái hệ thống chính trị và hệ thống kinh tế thì chúng ta sẽ tạo ra được à, được sự hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người à, an khang thịnh vượng ơi <laughs> thịnh vượng thôi an khang câu có ok Yeah. Countries that join this unstoppable march of progress will be rewarded with peace and prosperity sooner. Countries that try to resist the inevitable will suffer the consequences until they too see the light, open their borders, and liberalize their societies, their politics, and their markets. It may take time, but eventually, even North Korea, Iraq, and El Salvador. Salvador. Okay. El Salvador will look like Denmark or Ivor. Uh, Ivor. Rồi. Iver. Tiếp nào. Uh, countries that join this unstoppable march of progress will be rewarded with peace and prosperity sooner. Mm. Vậy thì những cái quốc gia mà, mà tham gia vào, uh, vào March... March là một cái cuộc hành quân ha những cái cuộc uh, cái cái gì những cái quốc gia mà tham gia vào cái cuộc hành quân uh, không ngừng nghỉ này của sự tiến bộ này á của sự tiến bộ ấy thì sẽ uh, sẽ cuối cùng sẽ được nhận thưởng uh, là là cái sự hòa bình và 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 sự thịnh vượng uhm, sẽ sớm thôi sẽ được nhận cái đó vậy thì những cái quốc gia mà cố uh, cố chống lại resist there uh, the inevitable uhm rồi uhm. muốn nhỏ quá là sao ta mũi nhỏ quá là sao ta không hiểu rồi à uh, countries that try to resist the inevitable will suffer the consequences. Vậy thì quốc gia mà mà cứ cố chống lại, uh, chống lại cái điều, uh, chống lại một cái điều, cái điều không thể tránh khỏi uh, thì sẽ uh, sẽ làm sao? Sẽ chịu đựng những cái hệ quả của nó, những cái hậu quả của nó. Uh, diễu hành đi trị, uh, diễu hành cũng được, hành quân cũng được. Ý là người ta đang nói về metaphor ấy mọi người. Nói về kiểu ẩn dụ ấy thì những quốc gia mà tham gia vào cái cái, cái cuộc hành quân mà không ngừng nghỉ của cái sự phát triển này ha cái cuộc quy trình phát triển này ha thì sẽ à, sẽ sớm thôi ha sẽ nhanh chóng à, được 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 gọi là nhà được được được, được à, nhận thưởng ha tự nhiên đoạn này gì không tốt rồi sẽ nhanh chóng được à, được đền đáp hoặc là được gì đó ha bởi hòa bình và và thịnh vượng ừ. thì những cái quốc gia mà không hoặc là những quốc nào là cố à, cố làm sao cố resist cố, cố chống lại cái điều không thể tránh khỏi này à, thì à, thì sẽ chịu đựng những cái hệ quả của nó à, cho tới khi họ họ nhìn thấy được ánh sáng họ họ mở cái à, mở cái rào cản của họ à, và và à, tự do hóa cái xã hội của họ À, tự do hóa cái nền chính trị của họ và tự do hóa cái à, cái thị trường của họ nó uhm, đó. À, và nó có thể mất thời gian nhưng mà nhưng mà rốt cuộc thì thậm chí cả à, cả North Korea mọi người ơi North Korea có nghĩa là gì mọi người xin tên sách họ tên sách là 20 bài học cho thế kỷ 21 à, 21 bài học cho thế kỷ 21 <laughs> rồi North Korea là nước uh, Hàn Quốc hay là nước Triều Tiên mọi người North mà North mà à đúng rồi à, Bắc Triều Tiên mọi người nhá rồi à, vậy thì Nam Triều Tiên là nước nào mọi người Nam Triều Tiên là Đúng rồi, Nam Triều Tiên là Hàn Quốc ha. Vậy thì thậm chí là nhưng mà nhưng mà rốt cuộc thì thậm chí là cả Bắc Hàn hay là cả Triều Tiên, cả Iraq và thậm chí cả à, có một El um, Salvador thì cũng sẽ giống như uh, giống như Denmark hay là giống như Đan Mạch hoặc là hoặc là giống như um, Iowa, Iowa uh, là như một tiểu bang của Mỹ thôi. Đó. À. Trời tự tin thế. Tự tin thế à rồi trong chương sau ha trong chương sau thì à, tác giả còn nói đến là à, những cái à, nhóm tinh hoa đó ha thì họ chỉ thẳng mặt trung quốc ấy à, nó nói là à, bọn trung quốc nó đang à, nó đang trên google bảo là triều tiên chị ạ à? ừ triều tiên triều tiên là bắc hàn mà triều tiên là bắc hàn mà south korea là nước hàn quốc với là nước Hàn Quốc là Nam Triều Tiên á Rồi à, Vậy thì cái 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 đoạn tiếp theo Thì những cái nhóm tinh hoa toàn cầu này à, Những cái nước mà đi theo cái chủ nghĩa là à, Tự do này thì nó chỉ trích thằng Trung Quốc Là mày đang còn đi theo cái hướng là Ngược cái trào lưu lịch sử à, Kiểu đấy ha Mọi người ngược trào lưu lịch sử Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xem thử là À những cái quốc gia mà, mà 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 đi theo cái gọi là đi theo cái chủ nghĩa uh, tự do thì nó phê phán thằng trung quốc như thế nào đó mọi người nhá Hàn Quốc là South uh, Korea dạ đúng rồi à ok đó vậy thì uh, vậy thì để xem nào <laughs> ok, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nha Làm sao xem tiếp được là à? Vậy thì mấy cái chế độ, uh, mấy cái, cái 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 quốc gia mà theo cái chế độ là tự do hóa như thế này ha, thì uh, thì họ nói như thế nào về Trung Quốc mọi người nhá? <laughs> ngày mai mình sẽ like vào lúc vào lúc mình có mình có mấy ngón tay, mình có 10 ngón tay, mình sẽ like vào lúc 10 giờ mọi người ha Rồi à, Đây là cái quyển sách 21 bài học của thế kỷ 21 à, nó có dịch sang tiếng Việt rồi nếu như bạn à, bạn muốn thì bạn có thể đọc bản tiếng Việt hoặc là bạn có thể nghe mình đọc ha mình cũng pha trò mình cũng nhây nhây nữa cho nên là mình cũng sẽ đọc và chúng ta bớt buồn ngủ vừa bớt buồn ngủ vừa học tiếng Anh vừa học kiến thức luôn mọi người nhé à, nha mọi người All right à, phát lại đi cô giá dạ, cô up lại trên itb ấy, mọi người Alright rồi uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha biết ơn mọi người rất là nhiều ạ à. cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội thật sự mình biết ơn mọi người đã cho mình cơ hội để uh, ngồi đây dịch cho mọi người nghe nhá uh, cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều uh, biết ơn mọi người rất nhiều ạ à. hẹn gặp mọi người vào vào ngày mai mọi người nhá Alright Bye bye. Ngày mai mình sẽ dịch tiếp cho mọi người nghe nha. Bye. Bye. Cảm ơn mọi người ạ. À. Cảm ơn.